Chào các bạn ạ. Kèo tay 3.4, thạch đen, hồng tay trái và me. Bên kia bầu bàn Đức, anh Cường, Ngoãn Bãi Biển và Cáp. Điểm 1-0. Điểm 1-1. Điểm 2-1. Điểm 3-1. Điểm 2-3. Điểm 4-2. Điểm 3-4. Bóng ngoài. Bốn đều. Điểm 5-4. Điểm 5-5. Che lại mày, mình che mình che luôn rồi. 6-5. Điểm 6-5. Điểm 6-6. Bóng tốt. Điểm 7-6. Tốt quá. Bảy đều. Điểm 7-7. Bóng ngoài. Điểm 8-8. Chẳng tốt. Điểm 9-8. Điểm 9-9. Điểm 0-9.
điểm không đều. Bóng ngoài. Điểm 1-0. Điểm 1 đều. Bóng ngoài. Điểm 2-1. Điểm 2 đều. Kèo 3.4, hồng cơ bắp thạch với lại me, chấp 4 ngoãn, cháp, anh Cường và Đức bảo bạn. Điểm 3-2. Giúp em làm hỏi này coi. Điểm 3 đều. Bóng ngoài. Điểm 4-3. Anh tôi á hay về cuối lắm. Anh tôi hay về cuối lắm, anh em thông cảm. Điểm 4 đều. Bóng ngoài. Điểm 5-4. Điểm 5 đều. Rồi còn gì đâu em, đã đồng là bóng rồi.